Vâng, trước mắt chào tất cả các anh, các chị. Thì hôm nay thì cũng như là mọi cái chương trình khác thì tôi cũng nói về cái chủ đề. Thứ nhất là cái chủ đề coi như là bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ cuội trong nước đều nói rằng là cộng sản hèn với giặc, ác với dân. Thì liệu cộng sản có hèn với giặc hay không và có ác với dân hay không? Và một cái nếu mà còn cái chương trình này ấy, thì cái chủ đề này nó rất là rộng. Đấy, thì nếu mà còn thời gian thì tôi sẽ nói về, vì hôm nay cái bọn dân chủ cuội trong nước và bọn chống cộng cực đoan trên tất cả các diễn đàn chúng nó đều nói về cái chuyện mà tức là mình thành lập ba cái đặc khu kinh tế, tức là bán đất coi như là tức là cho thuê đất 99 năm, nhưng chúng nó xuyên tạc ra là mình chuẩn bị bán đất ở mà ba cái vùng đặc khu kinh tế Phú Quốc, Bắc Vân Phong và đặc khu kinh tế Vân Đồn là 99 năm. Đấy, cho dù là những cái chuyện đấy thì hiện nay Quốc hội cũng đang có bàn luận các thứ thì mới ra một cái luật về cái hành chính của ba đặc khu đó thôi, chứ còn bây giờ cho thuê đất 50 năm hoặc là 99 năm hoặc là 990 năm thì nói chung chưa có một quyết định chính thức. Thì là nếu mà còn chương trình thì tôi sẽ nói kỹ về những cái việc mà cho thuê đất 99 năm và những cái đặc khu kinh tế của Việt Nam ở đó thì nó như thế nào và nó tác dụng như thế nào hoặc là không có tác dụng như thế nào, và những cái đặc khu ở kinh tế ở trên thế giới, ví dụ như đặc khu kinh tế của Thẩm Quyến và một số cái đặc khu kinh tế ở bên Thái Lan và Malaysia. Vâng, hiện nay coi như là anh Lợi Minh đang muốn lên rồi. Vâng, thì trước mắt cái chủ đề là cộng sản có hèn với giặc hay không và ác với dân hay không, chủ đề này rất rộng. Thì xin mời, đầu tiên xin mời anh Lợi Minh lên trên mở đầu cái chương trình trước. Rồi, mình đang mời. Thì cái chủ đề coi cộng sản có hèn với giặc hay không và có ác với dân hay không. Rồi, xin chào Lợi Minh. Chúc coi như Lợi Minh coi như vừa rồi về Việt Nam có một chuyến đi rất vui vẻ và đầy ý nghĩa. Mà coi như là Mỹ thì là trục xuất Lợi Minh về Việt Nam, mà bây giờ về Việt Nam mới được có 2 tuần thôi, nhưng Việt Nam trục xuất Lợi Minh qua Mỹ ngay. Không biết là bây giờ còn ai trục xuất nữa. Rồi, xin mời Lợi Minh. Chào anh Bằng Nguyễn, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Cảm ơn anh Bằng rất là nhiều. Rất là vui về với quê hương, gặp là anh chị em các bạn trong ở trong nước, cũng như anh Bằng, cũng như anh Trần Hải Yến và rất là nhiều người, cũng như bác Trần Ngơ, phải nói rất là vui. Trong tình thương mến thương, tay bắt mặt mừng, không có cái niềm vui gì hơn là mình trở về quê hương, gặp được những người anh em và những người cùng chung chí hướng vì một cái tương lai đất nước mà anh em chúng ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian để lên các diễn đàn mạng để chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thành lợi. Phải nói là rất là vui. Lợi Minh cảm thấy rất là tự hào là người Việt Nam và rất là tự hào có những người anh em như anh Bằng, anh Trần Hải Yến, bác Trần Ngơ, vân vân, và rất là nhiều anh chị em trong nước. Thì nói về vấn đề mà cộng sản ác với dân, hèn với giặc, thì nhờ cộng sản ác với dân, hèn với giặc, tôi bị trục xuất từ từ Mỹ về tới Việt Nam, rồi về Việt Nam thì cũng bị trục xuất ngược qua bên Mỹ. cái này là hơi bị ác luôn. Nói chơi, đất nước mình đã và được cái sự hòa bình và thống nhất ngày hôm nay, về tôi cũng tâm sự nói chuyện với anh Bằng rất nhiều, nhìn thấy đất nước đổi mới và sự bình yên của đất nước, nhìn thấy bà con trong nước đang ai cũng đang tất tần tật phấn đấu để vươn lên, và cuộc sống nó rất là nhộn nhịp và rộn ràng, thanh bình, phải nói là quá thanh bình luôn. Một buổi sáng thức dậy, những cụ già, nhất là những cụ già ngồi đọc báo, uống cà phê, ăn sáng và trò chuyện đó đây. Ở nước ngoài tôi nói không có những cái khung cảnh như vậy, không có những cái khung cảnh như vậy, bởi vì những người già ở Mỹ họ rất là neo đơn, họ rất là buồn bã. Tại sao những người già ở Việt Nam tôi về tôi thấy rất là mạnh khỏe mà thư giãn lắm kìa. Ngồi mới sáng sớm có 6 giờ là thấy các cụ đã ngồi có, và một số các bạn trẻ cũng vậy, chuẩn bị cho cuộc sống mới, ngồi cà phê, thuốc lá, trò chuyện, rồi xong rồi mới đi làm những cái công việc. Thì phải nói là đất nước của mình hiện nay rất là tốt,
Tôi thấy như vậy, theo cái sự chứng kiến của tôi trở về và thấy tuổi trẻ cũng như các anh chị em các bạn trong nước mà tôi gặp đó, ai cũng lo phấn đấu làm ăn, từ anh Bằng Bình Dương, anh Trần Hải Yến, Bắc Trần Ngơ, Úc Phùng Úc Hà và rất là nhiều người, Trọng Nghĩa, ai cũng phải lo phấn đấu để vươn lên trong cuộc sống, ai cũng có những công ăn và việc làm rất là ổn định và đời sống ổn định. Đó là một cái sự bình yên của đất nước. Tôi nói là dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước hiện nay phải nói là rất là hay. Tôi cũng chia sẻ với anh Bằng rất là nhiều về vấn đề này, là Đảng và nhà nước của chúng ta đối nội và đối ngoại rất là tuyệt vời. Có một số người hiện nay họ cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước, bán đảo, bán biển, bán cái này. Tôi thấy cái đó là một cái sự rất là tuyên truyền lão xá, xảo trá và bịp bợm để tôi quay về Mỹ. Nếu mà tất cả những ai mà ở Mỹ hay sống ở Mỹ cũng đã biết, nước Mỹ hiện nay đó gần như là cả thế giới này họ làm chủ nước Mỹ. Mỹ họ bán cái quốc gia của họ hoàn toàn cho những cái cộng đồng thế giới, mà hiện nay nhiều nhất là người Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc họ làm chủ rất là lớn những cái khu công nghiệp và những cái khu kinh tế thương mại lớn của Mỹ ngày, chứ không phải là không. Cho nên ở Việt Nam hiện nay tôi cũng nhận được một số inbox của các bạn hỏi tôi về vấn đề này, theo tôi nghĩ sao. Thì tôi sống ở Mỹ và Việt Nam hiện nay, tôi thấy cái đó là chuyện bình thường thôi. Trong cái thương trường bao giờ cũng vậy, nó là cái chiến trường. Đấy, nhà nước Việt Nam mình cần phải mở rộng cái kinh tế. Ai mua thì mình cho thuê. Tôi thấy Việt Nam hiện nay mình cho thuê thôi. Mình cho thuê cái đó là lợi nhuận về một cái lợi nhuận kinh tế rất là lớn về cho quốc gia. Các bạn thấy Hồng Kông ngày xưa Trung Quốc cũng cho Anh Quốc họ thuê, thì bây giờ Hồng Kông trở thành một cái đặc khu kinh tế rất là hùng hùng mạnh ở ở ở châu Á, chứ đâu phải là giỡn đâu. Cái đó chúng ta phải nhìn một cách khách quan, không nên quá chủ quan. Đất nước Việt Nam mãi mãi là của người Việt Nam. Mình cho thuê cái người Trung Quốc hay người nước ngoài họ đâu có khiêng về quốc gia của họ được đâu, họ đâu có khiêng về được. Các bạn thấy ở Mỹ bây giờ, các bạn đi ra 50 tiểu bang của nước Mỹ, chỗ nào cũng có phố Tàu, mà người Tàu á họ mua khắp mọi nơi. Mà không những thế, ngày hôm nay người Việt Nam của mình đã bắt đầu mua cả nước Mỹ rồi. Các bạn thấy ông Phạm Đình Nguyên đó, ông mua cả một cái thị trấn của Mỹ, thằng Mỹ nó cũng đâu có run, nó đâu có sợ đâu. Đấy, Mỹ nó đâu có sợ đâu, tại vì nó mời cả thế giới vô mua quốc gia của nó mà. Nó bán, các bạn hay như vậy đó. Cái hay của cái thằng tư, cái người mà họ làm kinh tế gì, tôi cho anh thuê hay tôi bán cho anh, nhưng mà anh không có khiêng đi đâu được Chào chứ, bạn. anh không khiêng đi đâu được chứ, nó nằm đó mãi mãi là của nước Mỹ, là của nước Mỹ thôi. Mà cái là chết cái là anh mà không đóng thuế đi, anh mà phạm pháp một cái, ví dụ anh mà làm ăn mà gì đó, cái luật pháp nó sử dụng cái luật pháp đó của nó đó để là nó kiềm chế những người mà mua, nó khôn lắm chứ không phải giỡn đâu. Đấy, các bạn thấy đó, cái ông Phạm Đình Nguyên hay là chúng ta mà mua những cái mà tài sản của Mỹ đó mà chúng ta không không đóng thuế hay là không làm đúng theo luật của Mỹ, nó cũng lấy lại như thường thôi. Thì hiện nay Việt Nam mình cũng vậy thôi, mình cho thuê. Ừ. Cái đó, cái tài sản lúc nào vậy, tài sản đất đai lúc nào nó cũng thuộc về quốc gia hết trơn á. Mình cho thuê thì nó cũng 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 là của quốc gia mình thôi, mình không có mất mát đâu cả, mà cái lợi rất là nhiều. Mấy thằng mà nó có tiền, nó đổ tiền vào đó, nó vô đó nó làm ăn thì nó tạo ra rất là nhiều công ăn việc làm. Và không những bên cạnh đó đó, nó thu mình, đất nước mình nó thu về một cái nguồn lợi rất là lớn. Nếu mà mình không có thu được nguồn lợi lớn thì làm sao mình củng cố được an ninh quốc phòng, mình củng cố được cái tình hình mà xã hội được chứ. Không lẽ bây giờ chính sách toàn cầu hóa hiện nay mình cứ ngồi đó mình cứ sợ làm ăn, mà cứ sợ cái gì cũng sợ hết, sợ là cái bán cho Tàu, bán cho Trung Quốc, bán cho cái này cái kia. Tôi thấy chẳng ai bán ai cả. Cái tờ giấy nó chỉ là một cái tờ giấy hợp thức hóa thôi. Ngay cả cái tài sản của tôi ở bên Mỹ, một số anh chị em các bạn đã nhìn thấy, nếu mà tôi mà không đóng thuế, thằng Mỹ nó bán cho tôi, nếu mà tôi không đóng thuế, thằng Mỹ nó cũng lấy lại mấy hồi à. Tôi đã nói trình bày vấn đề này với anh chị em các bạn rất là nhiều lần rồi. Tôi làm chủ, nhưng mà phía sau đó thằng chính phủ Mỹ nó là cái thằng mà quản lý. Tôi mà không đóng thuế nó trong vòng 3 đến 5 năm thôi là coi như tôi cái tài sản của tôi đi đứt liền, đi đứt liền, nó lấy lại liền. Tụi chính phủ mà người ta nắm cán chứ đâu ai nắm lưỡi đâu. Thì Đảng và nhà nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, cái sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước ngày hôm nay rất là khôn khéo và nhìn xa hiểu rộng, đi từng bước một với niềm tin chiến lược.
là mình cho thuê. Các bạn nghĩ đến những cái vùng đất chó ăn đá gà ăn muối mà mình không có đủ khả năng để là mà canh tác. Tôi nói như cái vùng mà tụi Formosa quý vị, các bạn thấy Formosa cái sự cố của nó xảy ra nó làm ô nhiễm, nhưng người ta đã khắc phục được và người ta cũng đã đền bù. Và cái vùng đất đó ngày xưa đó không ai làm ra được gì hết, mà khi Formosa vào nó đầu tư nó tạo nên mấy chục ngàn công ăn việc làm, và các bạn thấy cái nguồn thuế nó tuồn về cho quốc gia và cái nguồn lợi nhuận nó tuồn về cho quốc gia rất là lớn đấy. Vâng, Và anh Lại Minh, nhân dạ tiện anh nói về cái vụ Formosa thì tôi cung cấp cho các bạn một cái thông tin là mới có lò cao số 1 hoạt động và chuẩn bị lò cao số 2 hoạt động, thì từ giờ đến cuối năm sẽ thu về cho ngân sách tỉnh, riêng tỉnh Hà Tĩnh là đã là 6.000 tỷ đồng các bạn nhé. Hiện nay có 10.000 công nhân ở Hà Tĩnh làm việc trong đó, lương trung bình là 10 triệu đồng một tháng đó đấy. Thì hiện nay nếu các bạn qua cái vùng 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 của cái nhà máy Formosa, các bạn thấy là những không khí rất là nhộn nhịp, đấy kinh tế ở những cái vùng đấy là bắt đầu là hồi phục một cách mạnh mẽ đấy. Tôi cung cấp cho bạn một cái thông tin như thế. Vâng. đó các bạn, các anh chị, các bạn thấy anh Bằng trình bày rất là rõ ràng là như vậy. Thương trường nó luôn là chiến trường, mình không thể nào nhìn một cái phạm vi nho nhỏ mình thấy rằng khi nước ngoài nó vào nó thuê một cái vùng đất nào lớn, nó phát huy một cái khu công nghiệp thì mình bắt đầu mình chỉ là người dân thôi, mình sợ run cầm cập, run như cày sấy lên rồi. Cái đó là mình, cái đó nếu mà các bạn có ý tưởng gì các bạn không bao giờ bước ra thương trường mà làm ăn được. Bước ra thương trường làm ăn mình phải mạnh dạn, mình phải mạo hiểm, mà mình phải có những cái bước tiến đi gọi là đột phá và nhìn nhìn một cách vĩ mô mới mới thành công được. Nếu mà anh Bằng, tôi nói bây giờ, nếu mà anh Bằng anh không bỏ cái quê hương của anh từ miền Bắc để anh vào Nam để anh lập nghiệp thì làm sao anh có được cái cuộc sống ngày hôm nay? Cái cuộc sống lập nghiệp của mình cần phải đi. Mình phải đi và mình phải phát huy cái hay cái tốt. Tại sao có nhiều người ở trong miền Nam mới nói tôi dân Bắc vô Nam ai cũng giàu hết? Tại người ta biết ra đi. Người ta biết đi tìm cơ hội, đi tìm cơ hội để đặng phát triển, phát huy cái hay cái tốt, cái đẹp để đặng người ta tiến lên. Tôi là người, tôi nói phải là đây tôi phân biệt vùng miền hay gì, tôi một số người nói chuyện với tôi hay hay phân biệt vùng miền, nhưng mà tôi muốn giải thích cho anh chị các bạn thấy cái người miền Bắc và người miền Trung hiện nay người ta đã bắt đầu di dân, còn cái người miền Nam của mình đó rất là ù lì. Tôi về tôi thấy ngay cả tôi có đất đai trên Bảo Lộc vậy, tôi kêu lên đó phụ thôi xa quá lên đó làm, mà trong khi đó mình đã lót ổ sẵn hết rồi, chỉ lên đẻ thôi à. Mà công ăn việc làm hả, tôi phải thuê người ngoài làm, tôi phải trả tiền người ta, những nhân công mà tôi thuê họ làm, anh chị các bạn biết họ ở cho tôi, họ giúp cho tôi mà họ làm cho tôi chỉ có 5 năm thôi mà họ kiếm được 600 triệu. Họ về họ cất nhà mà họ mừng tới muốn khóc luôn, họ ôm tôi cái ngày mà họ xin được về đó, quê hương của họ đó, họ muốn khóc luôn. Họ về họ cất nhà cất cửa và họ có cuộc sống ổn định. Cái cuộc sống vậy mình phải biết đi ra, mình phải biết du mục, mình phải đi tìm cơ hội đấy. Cho nên đất nước mình ngày hôm nay cũng vậy, chúng cần muốn phát triển muốn tốt hơn thì phải có những cái bước đột phá. Các bạn thấy thì Đúng. tới đây tôi đưa ra để cho anh chị các bạn thấy tại sao có những người ở những miền như miền Bắc ở những miền khác họ sẵn sàng họ đi vào Nam họ làm những bất cứ công việc gì người ta cũng làm trong những giai đoạn đầu để phát huy cái sự hiểu biết, để phát huy cái kinh nghiệm. Tại sao những cái người mà như vậy các bạn nhìn thấy ngày hôm nay người ta có một cái cơ sở rất đồ sộ, người ta có một cuộc sống rất là nhàn nhã và bây giờ họ họ rất là gọi là sống rất là yên bình. Cho nên đất nước mình ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta phải nhìn như vậy, chúng ta không nên Anh giới nghe anh hạn. Lại Minh, anh Lại Minh, để tôi trả lời cho bạn Ban Vũ Thí. Hiện Rồi nay rồi. á, tức là cái đất của Formosa, hiện nay cái luật đất đai nhá, thì mình cho thuê maximum là 70 năm, cái luật đất đai của Việt Nam á. Nhưng mà tất nhiên chỉ có từng những dự án một thôi, chính phủ xem xét với cho thuê đến 70 năm. Còn lại ví dụ những đặc khu kinh tế thì không phải là ai cũng được cho thuê đất N99 năm. Ví dụ như sau này Quốc hội là quyết định là 99 năm chẳng hạn, chỉ có một số dự án mà được phép duyệt. Đấy, duyệt những dự án lớn đấy được duyệt thì là mới là 99 năm thôi, còn lại là 40 năm, 50 năm thì tùy theo những cái dự án một, chứ không phải là dự án nào xin phép cũng được 99 năm. Tôi nói trả lời cho bạn Bang cũng như thế vì là cái chợ nó trôi, nhưng mà anh Lại Minh xin bày lại Dạ mình. dạ vâng. Cái nào anh thấy cần phải bổ sung thì anh cứ ngăn tôi lại, tại ít khi nào tôi nhìn thác chat ở dưới tôi nói chuyện tôi sợ bị lạc cái phương hướng của mình á. Thì nói chung anh Bằng nói điều đó tôi rất là đồng ý với anh.
vấn đề trong thuê bất cứ gì cũng vậy, nó luôn luôn có những cái hợp đồng để ràng buộc trong đó. Nhiều khi chúng ta chỉ nghe thuê nè 90 năm 70 năm là chúng ta nhảy dựng lên sợ mất nước. Không có, không phải như vậy. Nó không phải đất nước của mình, như tôi đã nói, nó mãi mãi là đất nước của mình. Cái nước Việt Nam hình chữ S thì nó mãi mãi là như vậy, nó không có bị mất cái chỗ nào cả. Cái gì hiện nay mình giữ được và mình sẽ cố gắng giữ và mình sẽ tiếp tục giữ và bảo vệ cái lãnh thổ của mình Đúng. thôi. Mà mình muốn bảo vệ những điều đó thì mình phải làm kinh tế. Không lẽ bây giờ mình ngồi đó mình chơi mình rồi làm sao mình phát triển, làm sao mình có tiền. Mình muốn bồi đắp biển đảo cũng vậy. Các bạn thấy những cái biển đảo của chúng ta hiện nay đang giữ đó, các bạn biết tốn kém Rồi biết sao bao Hami? nhiêu tiền của để đặng mà bồi đắp, để đặng mà hợp thức hóa vấn đề quân sự. Các bạn thấy nó tốn kém kinh khủng lắm chứ không phải là giỡn đâu. Nhiều khi mình chỉ nhìn ở một cái phạm vi rất là hẹp, mình không thấy được những cái phạm vi rất là lớn mà dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước hiện nay đang 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 đang, đang cầm quyền để đặng mà bảo vệ cái tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho tất cả các anh chị em, các bạn và tôi đang ngồi ở trong cái diễn đàn này để chúng ta có cái cơ hội để lên đây để chúng ta chia sẻ nhau. Hết sức bình tĩnh, mình là người dân hãy hết sức bình tĩnh. Không nên quá 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 bức xúc mà để tạo cái cơ hội cho những thành phần chống phá Là đất chống nước. cộng cực đoan Đó, và chống bản thân cộng cực đoan, những thành phần bao que xỏ lá, chống cộng cực đoan, tụi nó nhảy vào, nó lợi dụng cái điểm yếu đó, nó sẽ làm cho mình cảm bị bất mãn chính quyền, nó sẽ làm cho mình mất lòng tin nơi chính quyền, nó sẽ làm cho mình mất đi những cái phương hướng trong cuộc sống. Cho nên chúng ta phải bình tĩnh, mình cần phải tìm hiểu và cần phải phát huy cái sự hiểu biết của mình, phải đặt cái niềm tin của mình nơi sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước hiện nay. Tôi đã từng nói với anh chị em, các tôi rất là hãnh diện cái chúng ta có một cái Đảng Cộng sản đang 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 cầm quyền và rất đang là gìn tài giữ tình. cái sự trật tự và bình yên của đất nước. Tôi phải nói là về với đất nước mình, cái cuộc sống rất là bình yên. Tôi đi từ những thủ đô cho đến những thành thị và những cái vùng sâu vùng xa, tôi thấy cuộc sống của người ta rất là bình yên. Họ Tôi làm công việc, họ có thể ngồi đó họ nghỉ, họ mệt quá họ nghỉ, họ cầm cái máy karaoke nào hát, họ hát quý von quý vãn rồi họ thư giãn. Rồi trưa rồi nghỉ trưa rồi bắt đầu cái công việc chiều, và xong rồi trời bắt đầu màn đêm buông xuống là ai cũng nhộn nhịp để đặng mà nghỉ và để vui vẻ với cuộc sống gia đình. Và những vùng nông thôn các bạn về thấy người ta có những cái như ở miền Tây là buổi chiều họ có thể làm buổi tiệc nho nhỏ, ngồi anh em vừa vừa vài vài ly để đặng mà vui trò chuyện, và họ sẽ tiếp tục cuộc sống mới cho những ngày sắp tới. Tôi thấy rất là bình yên, chẳng có cái gì mà sợ hãi cả. Khi mà các bạn nghe là ký hợp đồng cho thuê đất 70 năm, 50 năm hay là 90 năm gì, hết sức bình tĩnh, hết là sức bọn bình nó tĩnh. đã xuyên tạc rồi. Vâng, xin lỗi anh Lợi Minh nhé. Qua cái chỗ đặc khu kinh tế thôi, bây giờ mình nói sơ qua về cái đặc khu kinh tế một tí. Hiện nay tôi nói với anh là ví dụ là đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, anh thấy không? Người ta mở từ những năm coi như dưới năm 1990 mà hiện nay tôi nói với anh rất thành công. Đấy. Tức là GDP của riêng có cái đặc khu Thẩm Quyến nhé, đạt 264 tỷ đô la, tức là nó hơn cái GDP của toàn nước Việt Nam. Còn cái chuyện cho thuê đất đấy, đặc khu kinh tế ở Thái Lan người cho thuê đất 50 năm và gia hạn 50 năm nữa. Ở Singapore thì người ta bán nhà nhá, cộng với đất 99 năm. Còn ngoài ra ở Malaysia tất cả các thứ như thế. Thì theo tôi nói với tất cả các bạn này, hiện nay ví dụ là ở một số nước, ví dụ Indonesia, Malaysia, Thái Lan, người ta đã có những đặc khu kinh tế rồi. Thì hiện nay cái đặc khu kinh tế của mình muốn cạnh tranh với lại một số nước kia thì mình phải có một cái chế độ thông thoáng hơn, tốt hơn, thì các nhà đầu tư nước ngoài người ta mới đổ vào cái đặc khu kinh tế của mình. Với một cái điều quan trọng các bạn hãy nhớ cho tôi rằng nhé, khi ở trên thế giới này thành lập rất nhiều các nước, thành lập rất nhiều cái đặc khu kinh tế rồi, nhưng cũng có những cái đặc khu kinh tế thành công và những đặc khu kinh tế thất bại. Nhưng mà có một cái đặc khu, tức là cái khu đặc khu kinh tế nó có một cái hay ở cái này, ví dụ như Phú Quốc, Bắc Vân Phong hoặc Vân Đồn chẳng hạn, thì ví dụ chính phủ Việt Nam có khả năng áp dụng những cái điều luật mới mà nó rất là mở rộng vào những khu đặc khu kinh tế đó thì có khả năng là thất bại mà có khả năng là thành công. Nhưng nếu mà giả sử thành công thì mình không nói làm gì, thì thành công thì mình đem những cái chính sách đó áp dụng cho toàn nước, đúng không, cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và tất cả các tỉnh khác thì là rất là tốt, đúng không, thì là những cái chính sách đấy tốt. Nhưng
ví dụ có thất bại chẳng hạn, ví dụ có cái, trong cái chuyện thương trường ấy hoặc cái luật mà áp dụng vào cái những đặc khu kinh tế đó có sự thất bại chẳng hạn, thì chỉ có thất bại ở Phú Quốc chẳng hạn hoặc Bắc Vân Phong hoặc là ở Vân Đồn thôi, nó ở cái cụm nhỏ thôi, chứ ví dụ như mình đem cái luật đấy mình áp dụng đối với Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội chẳng hạn thì nó sẽ rộng ra một cái vùng rộng lớn đấy, các bạn hiểu không? Đấy, thành công là cái đặc khu kinh tế, cái điều mà cốt lõi nhất là mình đem những cái chính sách mà mình đem áp dụng thử nghiệm đấy, nó có một cái rất hay cái thử nghiệm, như các bạn ví dụ mang cái đó thử nghiệm ví dụ Hà Nội chẳng hạn hoặc Thành phố Hồ Chí Minh mà cái đó nó thất bại chẳng hạn thì nó sẽ kéo theo cả cái nền kinh tế của nước Việt Nam xuống, nhưng mà thất bại ở những đặc khu kinh tế kia thôi thì người ta sẽ rút được kinh nghiệm và nó chỉ ở những cái vùng đó thôi, các bạn phải hiểu cho cái dạng điều đó, chứ không phải như sau này chính phủ thành lập cái đặc khu kinh tế đúng không, áp dụng những chính sách mà nó có thất bại thì các bạn bảo à coi chính phủ ngu như thế này khác. Cái đặc điểm của những đặc khu kinh tế là mình áp dụng những cái thì thử nghiệm mới ở cái những luật về 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 những vấn đề kinh tế cho những cái đặc khu đấy. Vâng, xin mời. Vì những cái này tôi đọc cũng khá nhiều sách rồi, nói về những đặc khu kinh tế thì người tức các chuyên gia kinh tế đã phân tích về vấn đề kinh tế thì đấy là những chia sẻ của tôi. Xin mời anh Lệ Minh. Cảm ơn anh Bằng, tôi phải nói là rất khâm phục anh Bằng có những cái nhìn rất là vĩ mô trong vấn đề mình làm ăn cũng vậy, mình phải nhìn một cách nó vĩ mô hơn chứ không phải nhìn trong cái sự hạn hẹp. Anh chị em các bạn nghĩ đi, nếu mà mình không mở rộng thị trường để làm ăn kinh tế thì các bạn ngày hôm nay làm gì có những cái khu gọi là Phú Quốc hay là Côn Đảo, những cái vùng đất đó ngày xưa là đất gọi là hoang vu tù dốt tù không à, mà bây giờ các bạn thấy đụng vô đất Phú Quốc là trái tay. Đấy, những cái nhờ chính sách kinh tế mở rộng và toàn cầu hóa, mình phải cho người ta thuê thì người ta mới nhảy vô, người ta mới đầu tư, người ta bỏ tiền ra. Khi những tụi tư bản rồi nó có tiền đổ vô đầu tư thì mình được lợi thôi, quốc gia mình cũng được lợi, Chào đúng anh không? Lê. Chứ đâu phải là mình thua thiệt gì đâu. Thì trong thương trường làm ăn đôi lúc nó cũng có những cái rủi ro, như sự rủi ro đó mình vẫn có thể làm lại được, recall vào lại được, mình có Đúng thể không? tái Nó tái chỉ là chiến ở, đấu lại. vâng, làm anh kinh tế thì áp dụng Đúng. chính sách nó chỉ ở cái vùng nhỏ ấy, ấy thôi anh ạ. À. Và Dạ. tất cả các bạn. Đấy, chứ không bây giờ ví dụ mình áp dụng ở Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn hoặc là Hà Nội chẳng hạn thì nó sẽ kéo theo cái nền kinh tế cả nước xuống, còn ở đây ví dụ cả nó chỉ có cái vùng Phú Quốc hoặc cái vùng Bắc Vân Phong hoặc cái vùng Vân Đồn thôi, ở một cái vùng đặc khu kinh tế nhỏ nhỏ ấy thôi. Đấy, thì tôi nói một cái tức là chia sẻ cho các bạn một cái ý nhỏ của tôi. Vâng, mời anh mình. Dạ, cảm ơn anh Bằng. Như tôi thấy tình hình hiện nay kinh tế của mình phát triển không ngừng. Các anh chị em, các bạn đi bên tất cả những thành phố hay những cái khu đô thị nhỏ nào, anh chị em nhìn vào cái đời sống của người dân ở đó, đấy họ rất là nhộn nhịp, họ làm ăn rất là tất tần tật, và những cái hạ tầng cơ sở nó cứ tiếp tục và nông thôn đô thị quá lên. Thì các bạn thấy đấy, những cái khu mà kinh tế như vậy là nhờ mình mở rộng và cho thuê và để thu về những cái lợi nhuận, và những cái giới mà đầu tư đó họ tạo ra những một cái sân chơi của nền kinh tế cho những cái giới trung lưu, họ họ có cái cơ hội để đặng họ phấn đấu lên. Cái quy lực trong cái kinh tế và cái xã hội lúc nào cũng vậy. Anh chị các bạn nên nhớ một điều, mình phải sử dụng người giàu để họ làm kinh tế giỏi và họ tạo công ăn cho cái người nghèo hay giới trung lưu, mình nói như vậy đi đó. Thì nó xoay, thì những giới trung lưu này người ta sẽ có cơ hội, người ta làm ăn, người ta phát huy, người ta phát triển hiểu biết và họ trở thành những người giàu có. Nó cái quy luật của nó phải xoay như vậy thôi, chứ không thể nào mình ngồi đó cái mình chờ sung rụng rớt xuống ăn, mình chờ chính phủ nó trời ơi cộng sản ác với dân hèn với giặc phải cho tôi ăn như thế này, phải tạo phúc lợi xã hội như thế kia thế nọ. Thì các bạn cứ ngồi cứ chờ ù lì như vậy cả đời của mình, nó không bao giờ thành công gì hết trơn. Tôi phải nói là rất là vui mừng khi về với quê hương đất nước, nhìn những anh chị em mà trên mạng hiện nay đang đấu tranh cho để bạn bảo vệ cái sự bình yên của Tổ quốc đó. Toàn là tất cả những anh em là những người thành đạt trong cuộc sống, là những người có ăn nên làm ra. Đại đa số các anh chị em các bạn là những người ăn nên làm ra trong nước. Còn tôi nói quay ngược lại Mỹ, những thành phần mà chống cộng cực đoan hiện nay toàn là cái lũ ô hợp không à. Các bạn thấy toàn là tụi nó ăn bám vào trong cái xã hội Mỹ, tụi nó ăn bám vào những phúc lợi, tụi nó ngồi đó cứ cứ gọi là đi quyên góp tiền bạc người này người kia và lừa bịp lẫn nhau, nó xuyên tạc mà nó chống phá đất nước. Các bạn thấy cái sự hai cái sự tượng lãnh đạo của đảng và nhà nước để bảo vệ sự bình yên, tạo công ăn việc làm cho người dân.
tạo cái cơ hội cho người dân. Bởi vì những cái chuyện mà thuê đất thuê đai, các bạn hãy yên tâm, Đảng và Nhà nước Việt Nam của chúng ta đi rất là sâu Chính xác. xa với niềm tin chiến lược. Đấy, tôi nói với anh chị các bạn, ngay cả hồi lúc giai đoạn đầu cũng vậy, mình mua 6 tàu ngầm cũng vậy, những cái thành phần chống cộng cực đoan nó xuyên tạc, nói đất nước nghèo mà bỏ ra 6 tỷ đô la để đặng mua. Các bạn thấy nếu mà mình không có 6 chiếc tàu ngầm đó ngày hôm nay thì cái ưu thế về quân sự của mình nó rất là yếu, và Trung Quốc họ có thể tìm cách họ lấn áp mình rất là mạnh nhờ 6 chiếc tàu ngầm đó và những cái quân đội mà quốc phòng hiện đại hóa đó, mà mình đã bảo vệ được biển đảo của mình phải nói là rất là tốt, chứ không phải là như một số các thành phần chống cộng cực đoan mà nó xuyên tạc. Cho nên chúng ta phải bình tĩnh, phải hết sức là bình tĩnh, nhất là các bạn là những người dân trong nước. Tôi nói các bạn được hiểu, được hưởng một cái quyền tự do dân chủ rất là tuyệt đối ở đất Mỹ này, nó không có đơn giản như các bạn nghĩ đâu, giống như mấy thành phần mà chống cộng cực đoan tụi nó tuyên truyền và xuyên tạc như vậy đâu, không phải như vậy đâu. Nó mình tiếng Anh nó có câu là lose your lips sink the ship, có nghĩa là bên Việt Nam mình, người Việt mình có cái câu gọi là chặt con tám bán con trâu, nó giống như vậy đó chứ đâu phải giỡn đâu. Khi anh mà mở miệng ra mà không có đúng là nó nguy hại đến cả một cái tính mạng và sự nghiệp của mình ở trên cái đất Mỹ chứ không phải là giỡn. Cho nên chúng ta hãy cùng nhau nói lên tiếng nói trung thực để rằng mình chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, của các thành phần chống cộng cực đoan hiện nay. Một lần nữa tôi phải nói là rất là vui về với quê hương, phải nói là tôi cảm thấy rất là ấm cúng khi thấy anh chị em các bạn ai cũng thành đạt, có những cái cuộc sống rất là tốt và sự bình yên của quê hương. Tôi cảm thấy rất là vui mừng. Mỗi 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 lần mà tôi về là tôi thấy đất nước của mình nó tiến lên không, mà nó không có đi đi thụt lùi chút nào cả. Nhiều khi các anh chị các bạn nhìn thấy một một số khía cạnh, những cái mà nan đề của xã hội hay là cái mặt trái của nào đó trong một vài người nào đó thì các bạn bức xúc về chính quyền, thì tôi nghĩ cần phải suy xét lại, mình phải nhìn nhìn những chuyện lớn hơn nữa. Đấy, xã hội nào cũng vậy, nó cũng có những cái sự bất cập, ngay cả cái nước Mỹ cũng vậy. Bởi vì tại sao những cái thành phần mà chống cộng cực đoan ở Mỹ nó căm thù tôi, nó ghét tôi, là tại vì tôi nói về mặt trái của Mỹ, xã hội Mỹ mà tụi nó bao che, nó không muốn nhìn thấy được những người dân trong nước hay một số những người khác nhìn thấy cái điều như vậy. Tụi nó tìm cách nó bao che, nó lấp liếm những sự việc đó. Ngay cả nước Mỹ mà các bạn đã thấy, nó cũng đâu phải là hoàn hảo ở đâu, nó cũng đâu phải là cái thiên đàng đâu. Nó cũng lắm lắm chuyện, cũng biết bao nhiêu những cái cuộc sống cùng cực và cùng khổ, nó đâu có đơn giản đâu. Cho nên không phải không vì những chuyện đó mà các bạn bức xúc quay qua chống phá chính quyền. Các bạn thấy tôi đâu có chống phá gì Mỹ đâu, tôi chỉ nói lên cái mặt trái của Mỹ thôi, cho nên tụi nó đâu có bắt bẻ tôi được. Tôi nói tôi không có làm gì tổn hại đến quyền lợi của quốc gia Mỹ và ảnh hưởng tới quyền lợi của đất nước Việt Nam cả. Mỹ và Việt Nam hiện nay là có phái bộ ngoại giao và hai bên vẫn là bạn, và giờ làm ăn có quyền là có lợi ích cho nhau thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi cũng xem được một cái tin của em Thái Ngọc Nhiên đã thay đổi cái cách chiều hướng gọi là chống phá của những thành phần chống cộng cực đoan. Đây là một cái sự nhiệt huyết của em Nhiên rất là tốt, và tụi anh cũng như anh Bằng mong rằng anh em chúng ta sẽ ủng hộ em Nhiên trên lĩnh vực này, là tập trung vào chuyên môn, đập những thành phần bao que xỏ lá, những thành phần chống phá đất nước, và chúng ta không bỏ sau lưng những cái tai tiếng về những cái nội bộ, những cái chuyện này chuyện nọ, chúng ta không không đánh vào những chuyện Anh đó được. ạ, hôm nay á thì mình cũng nói về tức là cái đặc khu kinh tế ấy, tức là cho thuê đất 995 ấy, vì là một một hai ngày hôm nay cái bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ của trong nước ấy, chúng nó toàn thằng ngu si dốt nát, tụi nó biết gì về cái đặc khu kinh tế đâu, đúng không? Nó Đúng rồi. chỉ xoáy mỗi câu coi như hiện nay là nhà cho thuê 995, tức là bán cho Trung Quốc. Trời ơi, cái này là tất cả các nước Mỹ, Anh, Pháp, rồi là kể cả Trung Quốc, đúng không? Các dự án vào mua maximum là 99 năm, đúng không? Cho nên là mình phải, anh em mình phải nói lên đấy cái đặc điểm, cái đặc khu kinh tế là gì, cho thuê đất thì mình có kiểm soát như thế nào, đúng không? Để cho vạch mặt cái bọn chống cộng cực đoan ra và cái bọn dân chủ quậy trong nước, chúng nó đâu có biết gì đâu. Còn cái chuyện Đúng an rồi ninh anh. quốc phòng, tôi nói với tất cả các bạn là Đúng ở rồi. Việt Nam ấy, những cái vị trí nào cũng quan trọng, từ Đà Nẵng, Nha Trang rồi đến Vân Phong rồi kể cả Phú Quốc hoặc là Quảng Ninh, chỗ nào về cái vị trí quốc phòng cũng quan trọng. Nhưng Đảng nhà nước mình khi thành lập những cái đặc khu kinh tế ra thì người ta cũng tính toán đến vấn đề quốc phòng hết rồi, đúng không?
vấn đề bảo vệ cái vùng đặc khu kinh tế đấy như thế nào, thì có những tàu hoặc có pháo hoặc cái nọ cái kia, thì những cái vấn đề đó thì ví dụ như mình là những người dân trong nước thì mình sẽ tin vào cái sự sáng suốt của đảng và nhà nước ta về vấn đề bảo vệ quốc phòng. Còn làm anh ăn kinh tế, tôi nói với anh Lợi Minh và tất cả các bạn cần phải có những quả đấm thép mà phải có những cái đầu rất là nhanh nhạy thì mới đưa đất nước ta có một bước tiến nhảy vọt được, đúng không? Cho nên là chủ yếu là ví dụ một cái đất nước ấy thì nói chung là nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng những người lãnh đạo ấy là phải cực kỳ sáng suốt và cực kỳ giỏi. Các bạn cũng biết, ví dụ mình có căm ghét Trung Quốc, mình có chửi Trung Quốc chẳng nữa, nhưng anh em mình ở đây đều phải công nhận Đặng Tiểu Bình là những người làm kinh tế rất giỏi, đúng không? Dưới năm 1980 chẳng hạn, năm 90, Trung Quốc đã thành lập cái đặc khu kinh tế Thẩm Quyến mà Đặng Tiểu Bình đã tập bàn đập ghế mà quyết định coi như thành lập cái đặc khu kinh tế đó. Thì bây giờ các bạn thấy ví dụ cái khu kinh tế Thẩm Quyến hiện nay nó thành công như thế nào, mà nó là cái đầu tàu để kéo cái nền kinh tế Trung Quốc đi lên. Cho nên là tất cả các bạn hãy tin tưởng vào nhà nước và chính phủ mình, đúng không? Khi thành lập cho cái gì hay làm cái gì có cái sự tính toán rất là tốt rồi. Đây hôm nay ví dụ như bạn Mai Dương, bạn có chia sẻ về về những cái ở cái đặc khu kinh tế, ví dụ này, những hiện nay bạn chỉ chia sẻ cái vùng Phú Quốc thôi, đúng không? Những cái tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam hiện nay người ta đã đổ hàng chục nghìn tỷ đồng ra ngoài Phú Quốc rồi, ví dụ tập đoàn Shell Group, Sun Group, Vin Group hoặc là tập đoàn Xuân Thành, đúng không? Những cái người chủ tập đoàn đó người ta có cái đầu óc rất là giỏi đấy, các bạn phải hiểu như thế. Cho nên người ta đã đổ ra ngoài Phú Quốc rồi, người ta không phải là tay mơ đấy. Cho nên là tôi nói với tất cả các bạn như thế. Thành cùng là những cái bọn mà chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước ấy, chúng nó là những đứa tức là ngu si dần độn. Kể cả một số cái mấy cái nhà kinh tế ví dụ chống cộng, ví dụ Phạm Chí Dũng cũng là một cái tiến sĩ luật ở trong Thành phố Hồ Chí Minh này nhá, thì hiện nay nó cũng là một cái thằng coi như nó chống phá lại nhà nước Việt Nam. Cho nên tất cả những phân tích của nó đối với những đài LFA, LFI nó trả lời phỏng vấn bên kia thì đều là vấn đề xuyên tạc, đúng không? Nó chỉ muốn đất nước Việt Nam chúng ta có lụi bại đi, hoặc là cái nền kinh tế có sụt tụt lùi xuống, đó là mong ước của chúng nó. Vâng, xin mời anh Lê Minh. Yeah, cảm ơn bạn. Như bạn nói, chúng ta phải tin tưởng vào, tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của đảng. Những người đó, các bạn biết, một bộ máy chính trị của chúng ta rất là đông người, chứ không phải là một hai người, rất là đông người, cả ngàn người trong đó. Và những người đó người ta phải suy nghĩ gọi là nát đầu nát óc để làm sao mà phát triển đất nước, chứ không phải như các bạn ngồi đó các bạn nhìn thấy một cái nan đề nào đó trong cái bộ máy chính trị là cả một cái nguồn máy đều xấu hết, đều tệ hại hết. Không phải như vậy, tôi không tin là như vậy đấy. Và những thành phần dân chủ cụi trong nước hiện nay tụi nó chỉ là bị giật dây, nó chỉ vì những cái đồng lợi tiền lợi nhuận mà của những cái thành phần chống phá đất nước ở hải ngoại tiếp tay cho nó, và nó sẵn sàng xuống đường và nó sẵn sàng làm những cái chuyện mà gọi là nó để chống phá lại cái sự lợi ích của quốc gia mình. Cho nên anh em chúng ta cần phải đoàn kết nhau, phải tập trung vào để đặng mà đánh với bạch mặt những cái thành phần này, để cho những người dân và những người khác họ ý thức được và hiểu được, và không có để tụi nó lừa bịp. Thì gần đây thì tôi thấy anh chị em các bạn càng lúc những người yêu nước như anh em chúng ta càng lúc có những cái sức mạnh rất là lớn là để bảo vệ cái quê hương đất nước của mình, để làm sao mà gìn giữ cái sự bình yên, các bạn có được cái cuộc sống tốt. Thì chúng ta cần phải chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thì tôi rất là vui có cơ hội để lên đây chia sẻ cùng anh chị em các bạn trong diễn đàn. Không biết ai có lên cùng Minh Bằng để chia sẻ thêm, để mình cùng nhau học hỏi, chứ không phải người lên đây anh ạ. Hôm nay tôi cũng rất bực mình, tôi xem cũng hai ba cái diễn đàn ấy, chúng nó bảo là bây giờ coi như nhà nước Việt Nam mình đã thiếu tiền rồi, cái đầu óc chúng nó như củ đậu ấy, tức là bây giờ thôi, bây giờ phải đi cho bán đất cho bọn Trung Quốc 995 tất cả các thứ, rồi là để lấy tiền, rồi mấy ông cộng sản gom tiền vào để mà bay ra, rồi là bay ra nước ngoài chỉ để chết vì dân thôi, đúng không? Cho nên là thực tế ra nói chung là nói về cái bọn mà chống cộng cực đoan là bọn dân chủ của trong nước thì thực tế không còn cái đường nào để mà nói nữa, đúng không? Cái trình độ văn hóa của chúng nó không có, trình độ nhận thức về xã hội không có. Tôi nghĩ là bây giờ coi như là bán đất
Tôi nói lại với anh nhá, cái chuyện đặt khu kinh tế nó khác hoàn toàn với lại chỗ hồi ngày xưa Hồng Kông, Ma Cao hoặc là bên 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 bên, 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 bên Trung Quốc ấy. Bên Trung Quốc là triều đình Mãn Thanh người ta cho thuê hoặc là bán, cái chuyện đấy tôi không biết, chín 100 năm cho Bồ Đào Nha và cho Anh đúng không? Đúng Thì ở rồi. đấy chỉ xây dựng cái vùng kinh tế thôi chứ không được phép xây dựng cái khu quân sự chẳng hạn. Nhưng mà nhà nước Trung Quốc không có dính dáng gì vào đấy đúng không? Sau này khi mà đất nước Trung Quốc thành lập thì không có dính dáng gì vào cái sự phát triển kinh tế hoặc chính sách chính xung ở đấy. Thì ví dụ Anh chẳng hạn hoặc Bồ Đào Nha chẳng hạn, người ta cứ làm xây dựng kinh tế kiểu gì là do người ta, sau 100 năm đấy đúng không, mà hết thời hạn thì coi như nhà nước Trung Quốc lấy về. Nó khác với hoàn toàn với cái đặc khu kinh tế ở Việt Nam đấy. Cho nên là mình so sánh giữa Hồng Kông với lại Phú Quốc thì hoặc là do Vân Phong thì không phải, mà mình phải so cái đặc khu thẩm quyến ấy đối với lại Phú Quốc hoặc là so với ấy, đấy là cái chính sách của nó gần gần như nhau nhỉ. Vâng. Dạ, yeah, thì Trung Quốc họ cũng từng cho thuê Ma Cao, Thượng Hải rồi mà anh. Thì như anh nói đó, họ cũng cho Vâng, đúng thuê. rồi. Ngày hôm nay họ có được những Dạ. cái đặc khu kinh tế rất là hùng mạnh. Nhờ cái đặc khu kinh tế Vâng. hùng mạnh đó mà Trung Quốc họ có được những cái đồng tiền dồi dào để đặng mà họ phát triển đất nước của họ. Thì Việt Nam mình ngày hôm nay cũng thế thôi. Mình là một đất nước mới phát triển, Vâng. mới đổi mới có 20 năm nay, hơn 20 năm. Thì mình cũng phải đi từng bước một. Vâng. Chẳng có gì sai cả anh chị các bạn. Cho thuê đất thì nó là lợi ích của quốc gia thôi, nó là lợi ích của Vâng. dân tộc mình. Các bạn nghĩ làm sao mình một cái quốc gia nhỏ bé mà mình từ một cái quốc gia thoát nghèo mà bây giờ mình phải vươn lên, thì mình phải cho người ta thuê, mình cho người ta Dạ. thuê mình mới có được cái đồng tiền đó để Vâng. mình củng Anh cố Trần cái quốc gia của Siêu, mình. anh thoát ra đi. Anh hiện nay chưa có camera. Anh cứ thoát ra, anh có camera thì tôi sẽ mời anh lên. Thì nói chung thì những cái thành phần mà chống phá đất nước nó lợi dụng những cái yếu điểm này, nó tuyên truyền mà để đặng mà nó xuyên tạc, thì chúng ta cần phải vạch mặt tụi nó. Cái Nói nhìn của chung anh là em chúng nó như là Quốc Dương vừa nói ấy, tức là năm 2020 thì coi Việt Nam bàn giao cho Trung Quốc rồi đúng không? Thì bây giờ cần phải bán lẻ lẻ cho Trung Quốc để bán luôn một thể, cho nên là cái miệng lưỡi chúng nó cái kiểu gì chúng nó cũng nói được. Anh em mình phải đi coi như vạch mặt cái bộ mặt xảo trá của chúng nó ra. Vâng. Tụi nó là một cái quân ô hợp không anh ơi. Nhìn anh nhìn thấy nó bày trò những cái chuyện, những cái trò thấy nhiều lúc ngồi rất là buồn cười. Nó tưởng đâu là nó có thể lấy giải thưa che mắt thánh, và những người khác Vâng. người ta không biết được những cái cách mà của nó đang xuyên tạc, ai cũng tin theo nó. Người dân Việt Nam mình trong nước ngày hôm nay ai cũng có cái sự hiểu biết, nó nhìn thấy được rõ được những bộ mặt này, thì chúng ta sẽ tiếp tục vạch mặt tụi nó để Vâng. đặng mà. Anh An Lợi Minh, hiện nay có Trần Siêu lên rồi thì là sẽ Rồi. cảm ơn Lợi Minh, thì nếu mà Thôi, không có cảm ấy ơn thì anh là Trần mình sẽ Siêu, cảm mời. ơn anh Bằng. Vâng, ok. Ok, mà dạ Rồi mời xin anh Trần Siêu đi chúc dạo. Lợi Minh khỏe nhá. Dạ cảm ơn anh Bằng nha, cảm ơn anh chị em. Rồi.